Đây là trái ác quỷ có giá trị lên tới tặng 3.000 rubik và mình đã sở hữu nó. Trong khi đấy, đây là lần đầu tiên mình bước vào thế giới trái cây. À không, ý mình là Blockfoot. Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Blockfoot các bạn ơi. Một trong những cái tựa game mà sau khi nó vừa cập nhật lên phiên bản 17.3 á, holy shit, cả triệu người chơi cùng lúc các bạn ơi. Cái tựa game chết tiệt này nó có cái gì hay tới cái mức mà tại sao là nhiều người chơi tới vậy? Hình như là vừa có trái ác quỷ mới thôi, ok mua luôn. Nhưng mà mình lại không biết chơi chứ, holy shit. Và đây sẽ là những ngày đầu tiên của mình trong cái thế giới gì đây, hải tặc hả? Ừ đúng rồi, nhiệm vụ đầu tiên thôi các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt 5 thằng bandit để mình nhận được 300 kinh nghiệm và 300 tiền các bạn ơi. Đấy, rất là đơn giản, mình sẽ nhận nhiệm vụ nè. Ok let's go. Và mình sẽ test cái trái leopard này xem là nó xịn sò mức nào nha. Mày làm sao, sẽ dụ 3 thằng lại một chỗ. Đây à, đấy 3 thằng dụng lại một chỗ đúng không? Bay lên nè, bấm Z nè. Holy shit các bạn ơi. Ui, ngày đầu tiên mình chơi Blockfoot mà mình có trái quỷ này thì thôi rồi. Ok, tiếp nào. Nhân, bánh xác level 2 luôn các bạn ơi. Holy shit các bạn ơi, đã cấp 6 rồi. Thế là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục quay lại cho thằng này đúng không? Đấy, 300 kinh nghiệm một phát thôi, lên cấp 6 luôn. Đi 4 thằng luôn nè các bạn. Ui. Trời ơi. Rồi lên cấp 8 các bạn ơi, chưa lên cấp 10. Rồi ok các bạn ơi, tiếp tục nhận nhiệm vụ nha. Đấy, lên cấp 10 rồi mình mới phát hiện ra là mình chưa có năng stat gì luôn á. Ok, mình sẽ tăng hết vào cho trái quỷ mình mạnh lên nha. À, defense là máu đúng không? Rồi, melee là energy nè, mình sẽ tăng này lên cho hai điều điều 5 năm đi. Trái ác quỷ mình lên 20 rồi, tiếp tục nhiệm vụ thôi các bạn ơi. Cố cày lên cấp 15 nào, qua đảo mới nào. Rồi chuẩn bị lên cấp 15 các bạn ơi. À, let's go. Ui, sau khi mình lên cấp 15 thì cái la bàn này nó chỉ mình qua bên các bạn hay còn gọi là đảo khỉ đúng không? Rồi, mình đã tới đảo khỉ rồi. Rồi, mình sẽ ra chỗ này để mà nhận nhiệm vụ nè các bạn ơi. Đâu để xem nào. Mình cần phải tiêu diệt 8 thằng Godzilla để mà lấy được 4.500 kinh nghiệm các bạn ơi. Để mà tăng cái tiến độ farm của mình lên nhanh hơn thì mình sẽ nhập cái code này nha. Thì mình sẽ được ít thai kinh nghiệm trong vòng 20 phút rồi. Ok, le farm thôi, farm thôi. Bụm, lên cấp 23 luôn. Mình sẽ tiếp tục quay trở lại chỗ nãy để mình nhận nhiệm vụ các bạn ơi. Trời ơi, thật là phiền phức. Ok, cấp 27 rồi các bạn ơi, 28 luôn rồi. Cũng là đến lúc mình nên đánh cái con Godzilla King rồi các bạn ơi. Rồi, cách chơi vậy đúng không? Rồi. Ali em, Ali vô anh. Ali, sao, Ali sao? Bấm vô cái phần anh thấy cái bên cái ngôi rồi, nhà. Rồi, xong rồi, xong rồi. Dạ, anh đánh thôi, anh đánh thôi. Ủa, vậy anh cũng được tính luôn hả? Kiểu như là anh đánh nó đủ đam. Đủ đam là em được cái lại xong à. Sau khi mình đạt được tới cái level này thì mình phát hiện rằng là cái tựa game này nó quá tốn thời gian để mà farm level các bạn ơi. Bản thân mình muốn là mở hết tất cả chiêu của trái leopard mà mình farm một mình thì nó rất là lâu, cho nên là mình có nhờ vài bạn fan của mình trong server Discord có chơi Blockfoot vào phụ mình farm cho nó nhanh các bạn ạ. Đấy, còn bạn nào tò mò server Discord mình ở đâu á thì nó ở dưới mô tả nha các bạn. Anh đánh thôi, anh đánh nha. Anh đánh nó còn nửa cây của em kết liệu đúng không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Ôi 39 này này. Ok 39, mình qua bên qua đảo hồi được chưa? Rồi nhận vụ nè. Ây da, bọn này có vẻ trâu hơn nhiều á. Rồi 40 rồi. Anh đợi em cỡ 5 phút được không? Được em thoải mái. Mình nhận cái nhiệm vụ đầu gấu anh. Mình quýt gì đúng không? 40 đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà rồi nhập code mới thôi. Tiếp tục 20 phút. Rồi ok, cấp 55 rồi, giờ đi qua đánh nút ghi luôn. Rồi, nhận nhiệm vụ nè, xong. Ui, trâu phết đó. Holy shit. Được chưa? Ok. Rồi, hay quá. Anh lên cấp 59 luôn. Rồi ok, 60 rồi, mở cửa cho anh đi nào. Qua đầu mới luôn. Đấy, hay quá. Rồi, phương tiện như là nó phải như vậy. Dâm ba trái Pika luôn. Rồi, nhận nhiệm vụ mới thôi. Ok, let's go. Ok, chào đi. Rồi, ok rồi, đi em ơi. Đi. Thôi em, mọi người đi. Rồi, đập bởi đầu thằng Bookie nè. Ok em, kết liễu đi. Ok. Rồi, hay quá. Bây giờ hai em thử dùng kiếm chém nó xem nào. Nó chết thiệt á anh, nó chết thiệt á. Không. Ờ, một chém luôn á. Rồi, dũng xuống. Ôi, luôn rồi. Đấy, xong luôn. Trời ơi, quá nhanh. Ô, anh. Chạy qua cái đảo Lưu Thao đánh con, đánh A Long. Đi, đánh cái này nó cũng lên level nữa. Đâu, ok, chơi. Đây.
Trời ơi, trâu á. Hai ghét. Cái mình cá chân chết quá. Đây đây đây, đánh chất liệu nữa cho. Rồi ok. Ui không lên nổi một cấp em ạ. Ui nhưng mà cái Master Wii anh lên nhiều lắm ấy. Nó lên tặng 50 luôn rồi này. Anh xài được chữ X có leo bát của anh. Ơi được rồi. Ơi được rồi này. Ôi cái này cái này. Ui. À. Rồi mày X là từ anh X cái xem nào. Ôi. Ngại thật vậy. Rồi 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 cái này đi mày đó. Ủa. À, anh ơi cái này ở chỗ bán mua Haki với là cái bồ nè. Một cái Sky Zoom 10k đúng không? Đúng rồi. Với thêm cái Ingen rồi đúng không? Rồi ok 25k. Giờ là anh bấm nút G đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ui như găng tay luôn. Ui cái anh thiết kế lộ hai cục da này chắc là do Haki này quá. Ok anh xài chiếc lên. Ok. Xong. 120 luôn rồi em ạ. Cứ farm có thể cứ farm. Đúng rồi có thể cứ farm. Rồi ok 123 rồi, qua đảo mới thôi. Nó admin mê report. Ờ đúng một cái này này. Rồi ok. Ok. Rồi đánh boss được rồi. Anh xài giết đi. Rồi luôn. Chơi không thật thẹt. Ui đào quá. Đây. Chết. À đây. Bây giờ mấy đứa có liễu được rồi đó. Ui cấp này lên nè, lên nè. Holy shit. Kìa lên chưa. 138 luôn. Này để em coi cái áo tràng nhiều cái. Mưa anh. Anh dư. Anh tới 247 rồi. Rồi ok đi yeah. Thôi Metal Gear anh 100 rồi nè, vậy là mở được chỉ 3 rồi đúng không? Rồi ok, đợi anh kiếm boss đánh này. Rồi, đang test chiêu chơi nè. Ok anh test đi, anh test đi. Ui, từ từ nha, chú quen nha. Dạ. Anh xài chiêu chơi. Wow. Rồi, mấy đứa kết liệu đi. Ok anh, đâu. Rồi lên có 2 cấp à, anh nghĩ chắc cũng không cần phải quay lại đây nữa đâu. Ui bay ra ngoài luôn rồi. Ui bị đánh 2 cái gần chết trời ơi. Cái này là chết nè. Đấy, let's go. Ui, thêm con boss nữa nè anh ơi. À, thêm con boss à? Đúng rồi. Thôi, ok, chị phụ anh nha. Dạ, ok, anh vừa định vào đây chăm hải. Ok, rồi, với con kì. Hai trăm năm mươi mốt. Rồi cái liệu này, cái liệu này mấy đó. Ui trời ơi, 80 máu. Đấy, 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp. Boss trong này đúng không? Rồi ok, vô. Anh đặt nó một cấp nhỏ rồi, mình làm hết chơi. Oh wow, boss nó cấp mấy vậy? 750 rồi anh. Rồi anh 430 mình. Anh kêu boss có level 7, 6-7 tâm không? Để em tăng cho, để em tăng cho anh, đánh gì em tăng cho. Rồi ok, đánh. Rồi, chết, lên được một Mastery.
Rồi, Mastery 199 rồi. Qua Domando thôi. Anh Mastery 199 rồi, anh nghĩ thêm lần này nữa là xong đó. Là có thể mở được chiêu thứ 4 rồi. Đâu, để xem chiêu 4 như nào nào. Ui, đúng chiêu 4 là biến hình chứ. Rồi rồi, ra, để anh test. Holy. Ui xịn nhờ. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình cũng nên dừng cái video này ở đây thôi, tại vì đã cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, ai cũng mệt lắm rồi. Các bạn giúp mình cũng rất là cảm ơn mọi người luôn. Đấy, thì mình lần đầu tiên mình chơi cái tựa game này cho nên là mình chưa có biết nhiều về nó lắm, và để xem là các bạn có ủng hộ cái Bloodfoot không. Nếu mà các bạn ủng hộ Bloodfoot thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu hết con game này để mà mình làm ra được những cái content thật sự thú vị nha. Còn cái video này thì có thể nó sẽ hơi chán một xíu, mong các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì mình cũng đang tìm hiểu game nó làm sao thôi, cách chơi như thế nào, cái kiểu đó. Bây giờ thì mình sẽ gặp lại các bạn ở video ngày mai lúc 6 giờ chiều nha. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành nhé. Bye bye.